Bạn thân Châu Việt Cường, tôi sốc và không tài nào chợp mắt được. Ca sĩ Lâm Chấn Khang, người mà Châu Việt Cường xem là tri kỷ, cho hay khi nhận được tin Cường vướng trọng án, anh đã rất bàng hoàng. Hãy thương vợ và con của Châu Việt Cường. Chiều 5 tháng 3, 2018, showbiz Việt rung động khi có tin ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ hình sự để điều tra về cái chết của một cô gái trẻ. Vụ việc xảy ra trong khi Châu Việt Cường đang phê ma túy. Nhận được thông tin, ca sĩ Lâm Chấn Khang, người bạn thân thiết của Châu Việt Cường tỏ ra vô cùng đau xót. Anh chia sẻ, mặc dù Châu Việt Cường là người ham chơi, vướng phải nhiều scandal nhưng chưa từng sống lỗi với anh. Chiều hôm qua mới nhận được tin thực sự rất sốc và buồn, đến giờ vẫn không tài nào chợp mắt được vì tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Đối với xã hội, nó hộ báo và sống sai thế nào tôi không biết, nhưng trước mặt tôi, nó như một đứa trẻ con ham chơi, thích làm tôi vui cười và chưa bao giờ sống sai với tôi. Tính nó trẻ con ham chơi không biết suy nghĩ lo xa cho tương lai, nhưng với anh em bạn bè, phần lớn chắc cũng mến nó rất nhiều. Lâm Chấn Khang cho hay, trong 2 năm thân thiết, chính anh là người khuyên Châu Việt Cường hạn chế chơi bời, tập trung làm ăn và lo cho tương lai cho vợ con. Nhưng gần 1 tháng nay, hai người không qua lại vì Châu Việt Cường tiếp tục chơi bời, bỏ bê vợ con. Nam ca sĩ cũng lên tiếng xin mọi người không phán xét thêm về sự việc để tránh làm tổn thương tới vợ con Châu Việt Cường. Gần 1 tháng giận nó không liên lạc, vậy mà biết bao biến cố xảy ra với nó làm tôi sốc nặng. Nó có sai hay không thì vẫn còn có pháp luật và công lý. Mọi người xem như thương người vợ của nó một thân một mình và đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi đang rất buồn đau khi thấy chồng mình như vậy. Đừng mang mọi chuyện ra chế giễu dèm pha vì cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Mọi người có quyền hóng, có quyền bàn luận, nhưng quyền phán xét và kết tội hãy để cho pháp luật và tôi tin vào công lý. Nếu nó thực sự có tội thì cũng xem đây là một bài học lớn nhất cuộc đời để nó sẽ sống tốt hơn khi về với xã hội. Đối xử với con riêng của vợ như con ruột, chồng trẻ của Lê Phương càng khiến mọi người bất ngờ khi đối xử với vợ thế này. Ca sĩ Phạm Trung Kiên, chồng trẻ của diễn viên Lê Phương, đã có những hành động khiến nhiều người thích thú ngưỡng mộ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Lê Phương bất ngờ đăng tải những hình ảnh cô và ông xã Trung Kiên tay trong tay sánh bước tại lễ hội áo dài tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nữ diễn viên xinh đẹp bày tỏ, hồi nhỏ đọc truyện Tấm Cám cứ tưởng tượng cô tắm với hoàng tử, chắc hai người trông xứng đôi lắm, nhất là cái đoạn thử giày. Giờ xem hình thì đúng thiệt, chúc cả nhà ngủ ngon có giấc mơ đẹp như cô tắm nha. Theo đó, trong loạt ảnh trên, ông xã Trung Kiên không ngại ngừng cúi xuống, giúp nữ diễn viên mang giày cao gót. Thậm chí bà mẹ một con cũng vô tư chỉnh sửa cài nút áo cho chồng ngay giữa chốn đông người, khiến nhiều người ghen tị. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái kèm hình ảnh của Lê Phương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc ngày càng đẹp mặn mà của nữ diễn viên, thì không ít người ngưỡng mộ tình cảm chân thành giản đơn của đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là ca sĩ Phạm Trung Kiên. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lê Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh cuộc hôn nhân như mối quan hệ giữa cô với nhà chồng. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, năm qua là một năm hạnh phúc đối với cô, không có từ nào có thể nói được hết, đặc biệt là đám cưới diễn ra vào tháng 8. Trải qua nhiều chuyện buồn, điều cô có được ở hiện tại đó chính là hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Người đẹp cho biết, cuộc sống hiện tại của cô rất viên mãn, hai người đồng vợ đồng chồng, luôn hỗ trợ và chia sẻ nhau trong công việc. Con cái thì cô đã có bé trai, giờ cũng muốn có một bé gái là nụ đếp đủ tẻ. Chưa dừng lại ở đó, Lê Phương còn hé lộ, vợ chồng cô cũng như những cặp vợ chồng khác sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Nhưng quan trọng nhất là trong lúc mâu thuẫn tranh cãi ấy, luôn biết cố gắng hạn chế những lời nói gây tổn thương cho nhau. Cô cho rằng bản thân là phụ nữ thì nên hạ mình một chút, có thể nói chuyện với chồng như thế nào để họ thấy được sự chia sẻ và đồng cảm. Nhưng rào cản lớn nhất dường như không phải là tuổi tác mà là định kiến. Lê Phương từng đối mặt với sự phản đối của mẹ chồng vì đơn giản cô là một người phụ nữ lớn tuổi và đã có con riêng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, lúc đầu khi bố mẹ chồng biết cô và Trung Kiên yêu nhau, gia đình hai bên đã từng phản đối rất kịch liệt. Nhưng cuối cùng, nhờ quá trình đấu tranh và hơn hết là tình yêu mà cả hai dành cho nhau, bố mẹ chồng từ không thích đã chuyển sang đồng ý và hiện tại là yêu thương cô còn hơn con ruột của mình. Thầy cúng được mời trừ tà, phụ ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái. Cho rằng chị Huyền bị ma nhập, ngoài việc nhét tội vào mồm chị này,
Một người trong nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường còn nhờ gọi hai thầy cúng quê Ninh Bình đến để làm lễ trừ tà. Theo đó, cơ quan điều tra xác định vào khoảng 10 giờ 45 ngày 5 tháng 3, Phạm Đức Trung sinh năm 1981 đã gọi cho hai người gồm Phạm Văn Thanh sinh năm 1981 và Phạm Thị Thanh sinh năm 1985 cùng trú tại Ninh Bình là hai thầy cúng và nhờ lên căn hộ tại khu 2, 1, H, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội để làm lễ trừ tà cho người thân. Khi hai thầy cúng này lên tới nơi thì gặp Phạm Đức Trung và Châu Việt Cường đang có biểu hiện như phê ma túy. Bên cạnh đó có một cô gái đã tử vong, hai người này đã lập tức đi trình báo cơ quan công an. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy Phạm Đức Trung đã mượn căn nhà này của một người quen từ trước Tết. Tối 4 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường đến nhà và rủ Trung chơi ma túy. Châu Việt Cường gọi thêm Trần Thị Huyền sinh năm 1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội và một phụ nữ khác đến chơi cùng. Đến khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 3, Cường bảo Huyền bị ma nhập nên đã dùng tỏi nhét vào miệng Huyền, sau đó chị Huyền đã tử vong. Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thu giữ tại hiện trường hai túi ni lông, bên trong có tinh bột màu trắng. Khám nghiệm tử thi chị Huyền, cơ quan công an phát hiện có hơn 30 củ nhánh tỏi trong miệng nạn nhân. Trong đó có một củ tỏi chèn vào thanh quản che hết chu vi thanh quản. Nạn nhân được xác định tử vong do tắc đường thở dẫn đến suy hô hấp. Ca sĩ Châu Việt Cường ngay lập tức bị công an quận Ba Đình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đưa về trụ sở để làm rõ. Vào chiều 5 tháng 3 tại trụ sở cơ quan công an, Châu Việt Cường vẫn còn biểu hiện của việc phê thuốc. Châu Việt Cường là ca sĩ khá quen mặt tại các hội chợ sự kiện ở tỉnh. Mặc dù có một số bài hát được chú ý, tuy nhiên tên tuổi của ca sĩ này lại được biết đến nhiều hơn qua các vụ gây ầm ĩ. Năm 2011, Châu Việt Cường từng bị một cô gái tố hiếp dâm. Tuy nhiên Châu Việt Cường khẳng định không có chuyện này mà do cả hai người tự nguyện. Đến năm 2014, anh này còn gây gổ với một chủ quán nước khi bị người này nhắc nhở. Năm 2016, Châu Việt Cường cùng lái xe bị một thanh niên hành hung tại Bắc Ninh. Sau đó ít ngày xuất hiện một clip được cho là thanh niên trên đã phải đến xin lỗi nam ca sĩ sinh năm 1978. Lộ hậu trường chụp ảnh cưới của Khắc Việt và bạn gái hot girl, nhìn cận mặt cô dâu quá ngỡ ngàng. Nam ca sĩ không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc khi ngày trọng đại sắp đến gần. Tháng 7, 2017, Khắc Việt khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai bạn gái xinh đẹp và khẳng định sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Được biết, cô gái may mắn đó không phải ai xa lạ mà chính là Thảo Bebe, một DJ có tiếng ở Hà Thành. Mới đây, nam ca sĩ vừa chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới, gây chú ý với khán giả. Khắc Việt hài hước gọi việc đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh là đi hành xác. Cô dâu chú rể tình tứ bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù chụp ảnh ngoài trời nắng mệt, nhưng cả hai vẫn rạng rỡ vì hạnh phúc. Cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp của vợ Khắc Việt, nam ca sĩ khẳng định thời gian tổ chức đám cưới không còn xa. Bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng Khắc Việt sắp được về chung một nhà với người thương. Không chỉ xinh đẹp mà vợ sắp cưới của Khắc Việt còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng vòng một khủng không kém mỹ nhân Việt nào. Trường Giang phản ứng khi được nam em hô hấp nhân tạo. Nam danh hài từng bị chỉ trích nhiều vì hay cơ hội với bạn diễn nữ. Xuất hiện trong tập 10 của show 7 nụ cười xuân, Trường Giang và nam em đã có một số cử chỉ thân mật. Trong tình huống nam danh hài bị ngất xỉu, người đẹp được chỉ định phải hô hấp nhân tạo cho anh. Top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016 đặt tay lên ngực Trường Giang, cúi đầu xuống thấp để chuẩn bị mặt kề mặt. Thế nhưng bạn trai nhà Phương đã có phản ứng nhanh nhạy. Anh giơ tay lên và đẩy mặt nam em ra xa. Đây quả là điều bất ngờ bởi từ trước đến nay, Trường Giang chính là nghệ sĩ bị chỉ trích rất nhiều vì hay cơ hội với bạn diễn nữ. Trong show Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nam em và Trường Giang cũng mới có màn hóa thân là tình nhân của nhau và vô cùng tình tứ. Nam em khuỵu gối chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Trường Giang. Người đẹp không chút e ngại, Trường Giang bắt đầu phản ứng, đẩy mặt nam em ra xa, rồi tự đứng dậy. Trường Giang đã không khiến cho nhà Phương phải nổi máu gan như những lần trước. Một số cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hương Giang đã vượt qua kỳ thị giới tính ra sao trước khi đi thi Hoa hậu chuyển giới. Vì mong ước lớn nhất là sống đúng với giới tính con người mình, nên Hương Giang Idol đã cố gắng rất nhiều trong ngần ấy thời gian.
Theo lịch trình, sau khi đón Tết Mậu Tuất 2018 xong, Hương Giang Idol sẽ lên đường sang nước bạn để tham gia vào cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Chỉ vừa đầu năm, Hương Giang Idol đã là cái tên xuất hiện trên khắp các diễn đàn với các thông tin xoay quanh cuộc thi này. Đây là cuộc thi dành cho những người đẹp chuyển giới, được tổ chức ở Thái Lan và nữ ca sĩ chính là đại diện duy nhất của Việt Nam. Để có được sự nổi tiếng và thành công nhất định như hiện tại, ít ai biết rằng Hương Giang Idol đã có nhiều năm đối diện với những áp lực. Khi mình là người chuyển giới, cô tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Ngay từ nhỏ, Ngọc Hiếu đã có tính cách rất giống với con gái. Để được sống đúng với con người mình, Hương Giang đã có một quyết định táo bạo, đó là phẫu thuật chuyển giới. Cô đã âm thầm sang Thái thực hiện ước mơ của mình và giấu hết bố mẹ, bởi lẽ gia đình cô không chấp nhận được chuyện này. Nói về việc kỳ thị giới tính, Hương Giang đã chịu đựng một thời gian dài với rất nhiều lời lẽ không mấy hay ho từ mọi người. Hay khi đi học, nữ ca sĩ cũng bị những người đồng trang lứa bắt nạt kỳ thị vì sự khác biệt. Bạn biết đấy, việc bắt nạt ở trường học xảy ra ở mọi nơi, đặc biệt là với những người như chúng tôi. Chính việc bị ức hiếp, xúc phạm bởi những từ ngữ tồi tệ khiến tôi mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn, Hương Giang Idol trả lời phỏng vấn cho một trang báo Thái Lan. Khoảng thời gian sau chuyển giới tại Thái Lan, Hương Giang từng mắc bệnh trầm cảm. Cô buồn suy sụp, thường xuyên nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, nhờ có chị gái ngủ chung phòng, đêm nào cô nằm khóc đều được chị động viên an ủi. Cuối cùng rất may mắn là cô đã mạnh mẽ vượt qua. Sau Việt Nam Idol 2012, nữ ca sĩ sinh năm 1991 đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp ca hát. Cô liên tục tung những sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong không ít các game show, cuộc đua kỳ thú, The Remix, sau nhập ngũ, hoán đổi. Vào cuối năm 2017, Hương Giang Idol xác nhận mình tham gia vào cuộc thi nhan sắc hoành tráng, sẽ cùng thi đấu với các mỹ nhân đến từ nhiều nước khác nhau. Chỉ mới vừa khẳng định điều này, nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên từ đồng nghiệp khán giả. Bước vào vòng bán kết, cô đã vượt qua được nhiều đối thủ, giành ngay giải tài năng ở chương trình này. Rất nhiều người tin rằng giọng ca Mùa Ta Đã Yêu sẽ làm nên kỳ tích lớn tại cuộc thi.